Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến hết tháng 7 năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 28 tỉnh miền Bắc. Tổn thất điện năng theo chu kỳ 7 tháng đầu năm là 5,85%, giảm 0,86% so với cùng kỳ năm 2017. Với tỷ lệ tổn thất điện năng 3,4%, tính đến tháng 7 năm 2018, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, PC Vĩnh Phúc là một trong 5 đơn vị có chỉ tiêu tổn thất điện năng tốt nhất EVN-NPC. Để có được kết quả này, một trong những giải pháp hữu hiệu mà PC Vĩnh Phúc triển khai đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện. Xác định giảm tổn thất là một trong những tiêu chí đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, PC Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo đến quản lý, vận hành, đầu tư xây dựng. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ để vận hành kinh tế hiệu quả lưới điện luôn được coi trọng. Bây giờ công nghệ nó là một cái giải pháp tối ưu cho việc thực hiện về đảm bảo cái chất lượng phục vụ điện cho khách hàng. Tất cả các cái hệ thống thông số từ các cái thiết bị, các nút được kiểm soát online tức thời. Qua đó thì công ty nhận diện được và có những cái giải pháp cụ thể xử lý các cái tồn tại và thực hiện thao tác ở ngay tại trung tâm. Giảm sức lao động, tăng năng suất lao động, lấy cái nhân lực ở đó đi để làm thực hiện các cái nhiệm vụ khác. Hiện nay PC Vĩnh Phúc đã đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa, thực hiện điều khiển 4/7 trạm biến áp 110 kV không cần người trực và đến cuối năm nay sẽ thực hiện điều khiển cả 7/7 trạm. Công ty cũng đã triển khai hệ thống mini SCADA điều khiển từ xa 86/86 nút trên lưới điện trung áp. Theo đó, các thông số lưới điện sẽ được tự động chuyển về trung tâm điều khiển xa phục vụ chỉ huy vận hành lưới điện theo thời gian thực. Giải pháp kỹ thuật trong cái công tác quản lý vận hành cũng như là cái công tác giảm tổn thất điện năng là cái nhiệm vụ thường xuyên mà công ty chúng tôi cũng như là các công ty bạn đang triển khai. Nó bao gồm những cái nhiệm vụ cơ bản như là chúng tôi thường xuyên phải thực hiện cái công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp để kịp thời phát hiện ra những cái khiếm khuyết, những cái tồn tại trên lưới điện để có những cái xử lý kịp thời. Đối với lại những cái trạm biến áp phân phối thì chúng tôi thường xuyên thực hiện cái công tác là luân chuyển hoán chuyển máy biến áp để đảm bảo cho máy biến áp vận hành kinh tế. Tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ tổn thất điện năng khá cao, lên tới 9,2% trong năm 2016 và 2017. Nguyên nhân do lưới điện hạ thế khu vực nông thôn mới tiếp nhận chất lượng thấp, bán kính cấp điện lớn, tiết diện dây nhỏ gây nên tổn thất rất lớn, các trạm biến áp 110 kV chậm đi vào xây dựng và vận hành theo quy hoạch. Làm sao để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng? Những trăn trở này đã khiến ngay từ những tháng đầu năm 2018, Công ty Điện lực Tuyên Quang, PC Tuyên Quang đã phải kiện toàn lại ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng từ cấp công ty đến các cấp đơn vị. Ngoài ra còn thực hiện khoán chỉ tiêu tổn thất điện năng đến từng tổ đội sản xuất và công nhân nhận khoán, lấy chỉ tiêu giao khoán tổn thất điện năng là chỉ tiêu chính trong việc xét thi đua hàng tháng, hàng quý, năm. Để thay công tơ và các thiết bị trong cái công tơ thì nhằm mục đích thứ nhất là giảm tổn thất điện năng trong kinh doanh mua bán điện. Thứ hai là đảm bảo việc an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành lưới điện. Một số cái nào mà quá thời hạn, trong thời hạn mà phải thay thì chúng tôi sẽ thay, còn những vị trí cột công tơ nào mà chưa đến thời hạn mà thay thì chúng tôi chuyển sang, nhằm mục đích là thứ nhất là đảm bảo về cái việc thay thế công tơ và thứ hai là chống cái lãng phí trong cái công tác kinh doanh điện. Với biện pháp quyết liệt, trong 7 tháng đầu năm 2018, PC Tuyên Quang đã đưa lũy kế tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 8,21%, giảm 3,05% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2017 là 11,26%. Đây là kết quả đáng khích lệ cho sự quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ, công nhân viên PC Tuyên Quang. Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung thực hiện 4 giải pháp. Thứ nhất là công tác tổ chức, chúng tôi thành lập ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng. Cái giải pháp thứ hai là cái giải pháp về quản lý kỹ thuật chống quá tải cho lưới điện. Giải pháp thứ ba là giải pháp về kinh doanh, tính toán tổn thất điện năng trên từng đường dây trung thế, lưới điện hạ áp. Giải pháp thứ tư là chúng tôi thực hiện cái việc là xây dựng chống quá tải, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Những tháng còn lại của năm 2018, EVN-NPC sẽ tập trung vào thực hiện các giải pháp trọng tâm, đó là hoàn thành sớm việc đóng điện đưa vào vận hành các dự án đầu tư mới, các dự án cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện theo kế hoạch,
chủ động kiểm tra phát hiện các khiếm khuyết lưới điện để xử lý kịp thời, tăng cường công tác dự báo để có phương án hạn chế quá tải. Có như vậy, chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 5,5 đến 5,51% tại khu vực miền Bắc trong năm 2018 này mới có thể thực hiện được.